con đi đâu rồi? Mẹ nhớ con quá. Con có lớn khôn mới hay lòng mẹ. Có phải mẹ hóa thành cây rồi phải không? Ông Bụt đã xuất hiện với phép tiên diệu kỳ giúp mẹ trở về. Wow, một cái kết thật là hạnh phúc cho sự tích cây vú sữa. Bộ sách cổ tích của Mây Mộng Mơ, bà mẹ hãy đặt mua ngay cho bé nhà mình nhé.